Cô tên là Lò Thị Thúy, giáo viên trường mầm non Ít Ong, huyện Mường La. Các con ạ, hiện tại các con đang phải nghỉ học ở nhà vì dịch bệnh. Các con nhớ ăn uống đầy đủ các chất và luyện tập thể dục thể thao để cho cơ thể khỏe mạnh nhé. Các con ơi, thế giới xung quanh chúng ta có rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng mình chưa khám phá ra đấy. Và giờ học ngày hôm nay, cô Thúy và các con sẽ cùng khám phá điều bất ngờ qua thí nghiệm vật chìm, vật nổi nhé. Để làm được thí nghiệm này, cô đã chuẩn bị những đồ dùng như sau. Cô đã chuẩn bị bình đựng nước và một số đồ dùng sau. Quả bóng. Chúng mình đặt cùng cô nào. Quả bóng. Miếng xốp. Chúng mình đặt với cô nào. Miếng xốp. Viên bi. Các con đọc với cô nào. Viên bi. Và cuối cùng là hòn đá. Chúng mình đọc nào. Hòn đá. Các con hãy thử dự đoán xem, sau khi cô thả những đồ vật này vào nước, đồ vật nào sẽ chìm và đồ vật nào sẽ nổi nhé. Các con hãy cùng làm thí nghiệm này với cô nào. Thuyền buồm, tàu thủy. Trong thí nghiệm này, cô đã sử dụng nước. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quan trọng. Vì vậy khi sử dụng nước, chúng mình phải nhớ tiết kiệm. Khi rửa tay, các con chỉ mở lượng nước vừa đủ. Và sau khi rửa tay xong, các con nhớ tắt vào nước đi. Khi uống nước cũng vậy, chúng mình chỉ rót lượng nước đủ uống để tránh làm lãng phí các con nhé. Các con ơi, vừa rồi các con đã cùng cô làm thí nghiệm vật chìm vật nổi rồi. Và cô Thúy có một trò chơi rất là hay muốn dành cho các con đấy. Trò chơi của cô có tên là câu cá. Cô đã chuẩn bị một chậu nước và những chú cá nhỏ. Cô sẽ đổ những chú cá này vào trong chậu này. Wow, chú cá đã nổi lên trên mặt nước rồi. Và cô sẽ sử dụng chiếc cần câu để cô câu những chú cá này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.